Tại khoa nhi, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có một khu vực đặc biệt dành riêng cho những em bé sơ sinh có mẹ mắc COVID-19. Được biết, các bé đều là con của sản phụ mắc COVID-19 diễn tiến nặng, suy hô hấp, phải thở oxy hoặc thở máy. Nơi này tách rời với những khu còn lại, có kíp riêng theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Trẻ sau khi chào đời sẽ được các cô điều dưỡng đưa về khoa nhi chăm sóc, trừ một số trường hợp quá nặng sẽ được chuyển sang bệnh viện nhi trung ương. Với những bé được chăm sóc tại khoa nhi, các bác sĩ sẽ theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các bé ít nhất 2 lần một tuần, ngay sau khi sinh và sau khi sinh 3 ngày. Thời điểm này, điều dưỡng Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Thị Truyền được phân công thường trực tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19. Ngay lúc này, bác sĩ phụ trách khoa vừa thông báo trường hợp bé Trần Linh Ngân, con của mẹ Lục Thị Thương ở Hải Dương được xuất viện. Điều dưỡng Trang vừa trò chuyện với chúng tôi, vừa tranh thủ pha chút sữa cho bé Ngân ăn trước khi được trở về với người thân. Chị Trang cho biết bé Ngân trộm vía ngoan, háu ăn nhất phòng, mặc dù sinh non chỉ nặng 2kg nhưng thể trạng bé khỏe nên bé tăng cân đều. Làm việc liên tục không ngơi tay, chị Trang sau khi cho bé Ngân ăn xong bình sữa lại vội vàng đi soạn quần áo thay đồ cho bé. Sau khi quấn cho bé chiếc khăn mỏng, chị Trang cùng đồng nghiệp cũng không quên đánh dấu lên trán cho bé chút son đỏ, vừa bế bé ra khu vực trao cho người nhà, vừa âu yếm nói lời tạm biệt với bé. Thường thì một mình mẹ chăm một con thì nó cũng đã rất là vất rồi. Đây thì các cô thì một đêm có thể chăm đến 6-7 cháu, 8 cháu, có thể ký đông thì 9-10 cháu một đêm, rất là vất vả. Là thực ra là các cháu thì nhiều bạn thì cũng rất là quấy ạ. Nên thành ra là cứ phải chăm sóc các cháu liên tục, theo dõi các cháu liên tục. Và một số bệnh nhân thì cũng có thể là các bạn ấy còn phải theo dõi trên cả máy ạ. Thì thường thường là theo dõi trên máy, máy báo như này thì mình cũng phải ra xem các cháu thế nào. Như bạn này là máy đang báo. Thì khó khăn là bạn ấy hay bị chớ. Thành ra là các cô phải bác sĩ cho như lệnh duy trì truyền đường liên tục, để lấy ven cho con, để truyền đường cho con. Và thì sẽ chăm cho con ăn ít một đi ạ, khoảng độ 5ml 10ml 1. Nhưng không phải cho bạn ấy ăn liên tục và theo dõi bạn ấy. Nói chung là theo dõi thì cũng có máy rồi, biểu hiện hết trên máy thì có vấn đề thì mình nhìn máy và báo bác sĩ. Tình trạng thì bạn ấy ăn thì hiện tại ăn ít một thôi và truyền đường duy trì, nhưng trộm vía con cũng ngoan. Vào ca đã gần 2 tháng nay, công việc không có ngày đêm, nhưng dường như điều dưỡng Nguyễn Huyền Trang và điều dưỡng Nguyễn Thị Truyền cùng các đồng nghiệp đã quen với áp lực công việc. Xác định ở lại chống dịch là họ phải nỗ lực hết sức để chăm sóc các em bé một cách tốt nhất. Ca làm việc của hai nữ điều dưỡng Trang và Truyền trong khoa nhi không có giờ giấc cụ thể bởi họ thường xuyên phải thay phiên nhau túc trực theo dõi các bé không rời mắt. Ban ngày, họ cùng làm công việc vệ sinh cá nhân cho các bé và ca đêm của họ sẽ kéo dài từ 4 rưỡi chiều hôm trước đến 7 rưỡi sáng hôm sau và phải trực trông các bé liên tục, chưa kể khi có những ca mổ cấp cứu, ca nặng, trẻ sinh non, các điều dưỡng cùng với các bác sĩ sẽ làm mọi thủ tục để chuyển bé sơ sinh sang bệnh viện nhi trung ương.